Sim, tôi cảm ơn mọi người đã kênh tôi xem mình phán. Chúng ta sẽ cùng tâm mặt xuống một chú quái vật như này nhé. Và mọi người cùng đón xem mình sẽ tô bức tranh này như thế nào. Thank you.
thì một con lên vô như này trong cái nhà của mình đoán xem là mình sẽ tô bức tranh. Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh như này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.